Gần đây, câu chuyện của một nữ vlogger lên ứng dụng hẹn hò Tinder để kiếm tiền đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trong một video của mình, cô gái đã chia sẻ tường tận cách để biến ứng dụng hẹn hò phổ biến bậc nhất Việt Nam này trở thành ví tiền cá nhân, bao gồm các cách để moi tiền của những người đồng ý gặp mặt làm quen, mà nhìn kiểu gì cũng thấy đây là hành vi lừa đảo. Thế nhưng, đáng buồn là vẫn có một bộ phận cộng đồng mạng xã hội tung hô, rồi thì khen ngợi cách kiếm tiền có tính thời thượng của cô gái này, cũng như gián tiếp ủng hộ câu chuyện hẹn hò không nghiêm túc. Điều đó khiến cho không ít người phải đặt ra câu hỏi là liệu giới trẻ ngày nay còn ai thấy hẹn hò nghiêm túc là quan trọng nữa hay không? Tại sao hẹn hò nghiêm túc lại quan trọng? Thật đấy, đây là lúc để chúng ta thật sự nghĩ về việc này. Sự khác biệt ở hẹn hò nghiêm túc và hẹn hò cho vui là gì? Những cạm bẫy gì mà hẹn hò nghiêm túc có thể giúp bạn tránh? Trong video này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua quan điểm của Thái Chí Quang, tác giả bài viết Tại sao hẹn hò nghiêm túc lại quan trọng, được đăng tải trên website của Spyroom. Trước khi vào video thì chúng mình có đặt link bài viết gốc tại phần mô tả của video. Đừng quên ấn vào để đọc thêm các bài viết hấp dẫn khác. Và hãy nhấn nút subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Các bạn chính là lý do mà chúng mình làm chiếc video này đó. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Trong chiến tranh thì học từ kẻ thù, trong làm việc thì học từ khách hàng, học từ đối thủ. Vì không có tinh thần đấy, chúng ta đọc được rất nhiều tin chúng ta bảo người Trung Quốc nó lừa mình. Nó chẳng lừa, nó bày ra đấy cả. Mình lại đi mua cái ngu nhất. Thay vì tuyển cái đứa thi 30 điểm thì tuyển cái đứa đóng được 4 cái bàn. Mày cái đóng được cái bàn đàng hoàng này này, cái mày sẽ đấy quan trọng hơn nhiều là mày thi toán giỏi. Mày có định viết báo khoa học, bởi vì mày đóng cái bàn mà nó chạy được thì, hoặc làm cái xe nó chạy được thì người ta mua ngay khỏi. Còn mày tiến sĩ không, người ta còn tâm đích. Chúng ta không có một cái thế mà dám làm những cái đơn giản. Đâm ra muốn làm cái gì là phải làm cái thật lớn, nên tất nhiên không làm được. Biết không làm được thì bắt đầu đổ cho nó tại cái này tại cái kia, thiếu tiền thiếu đủ thứ. Và thực ra anh cũng tiền đề nữa, thì bất kỳ nhân viên nào cũng là người tài cả. Nó chỉ có lại người dị thì mới là chứ còn người tài thì tài thật. Tức là làm được việc thì là tài chứ gì nữa. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Lý do thứ nhất giải thích vì sao việc hẹn hò nghiêm túc là quan trọng là bởi nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau hôn nhân của bạn. Nếu như bạn đang nghĩ rằng hẹn hò chơi chơi, vui vui, khá vô hại, hoặc ít nhất thì nó chỉ là chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai, thì có lẽ bạn sẽ muốn cân nhắc lại một chút đấy. Việc bắt đầu một mối quan hệ không chỉ là trò chơi về mặt cảm xúc đơn thuần, nó còn đòi hỏi nhiều giá trị kèm theo mà những ai không đủ chín chắn sẽ không bao giờ có thể nhận ra được. Quan điểm của việc hẹn hò hay bắt đầu một mối quan hệ ngày nay bị ảnh hưởng nhiều bởi lối sống phóng túng phương Tây và những thứ tình yêu độc hại được lan truyền từ phim ảnh. Ngày nay, phần đông người trẻ vẫn hay lấy sự thay đổi của xã hội để viện cớ cho việc họ tùy tiện lao vào những cuộc hẹn hò chớp nhoáng, tình một đêm hoặc tự biến mình thành bạn lợi ích, tức những người chỉ đến với nhau vì xác thịt của một kẻ xấu xa nào đấy. Thậm chí, một bộ phận còn cổ suý cho việc phải quan hệ tình dục trước khi bắt đầu hẹn hò nghiêm túc mới là đúng đắn và hợp thời. Trời ạ, à, làm ơn, đừng nghe lời những kẻ xấu xa đấy nữa. Theo nghiên cứu của Catherine Rampell, tác giả bài viết tạm dịch là Hôn nhân, những gì xảy ra ở Vegas có lẽ không ở lại Vegas, được đăng tải trên tờ The Washington Post cho biết. Tỷ lệ bạn tình trước hôn nhân của phụ nữ tỷ lệ nghịch với chất lượng cuộc sống gia đình của họ sau hôn nhân. Cụ thể, chỉ có khoảng 20% số phụ nữ sở hữu nhiều hơn 10 bạn tình trước kết hôn có được hạnh phúc hôn nhân, trong khi con số này là 40% đối với những người có từ 2 đến 4 người tình trước hôn nhân và hơn 50% đối với những người phụ nữ chỉ có duy nhất một. Sự thật là sẽ luôn có những kẻ xấu xa, đó là những kẻ không bao giờ biết trân quý giá trị cơ thể của người khác. Chúng chỉ muốn bạn tin vào những triết lý bùi tai của chúng để rồi lợi dụng bạn như một món đồ chơi mà thôi. Khi bạn đủ tôn trọng cơ thể mình và nghiêm túc hơn trong việc bắt đầu một mối quan hệ thì bạn mới có cơ hội tìm được một đối tác thật sự trân trọng bạn và tôn trọng những giá trị kể trên. Việc trân trọng giá trị cơ thể là điều tiên quyết mà bạn luôn phải nhắc nhở bản thân khi bạn còn trẻ. Bắt đầu một mối quan hệ không nên đơn giản như một cái quẹt phải trên Tinder. Nó nên là sự tôn trọng đầu tiên và sau đó là mong muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài, chứ đừng đơn thuần là thỏa mãn những cảm xúc hay nhu cầu sinh lý trước mắt. Lý do thứ hai, bởi vì sự sẻ chia, đồng điệu là thứ không tìm được ở mối quan hệ lớt phớt. Lý do thứ hai cho việc tại sao người trẻ đã đến lúc ngừng hẹn hò bừa bãi
chính là vì sức khỏe tinh thần của họ. Vì chỉ có hẹn hò nghiêm túc mới cho họ sự sẻ chia và đồng điệu thực sự. Hẹn hò nghiêm túc sẽ mang lại cho bạn và nửa còn lại sự chia sẻ. Sự đồng điệu ở những cá thể đủ yêu thương và thấu hiểu sẽ giúp phát triển và nâng cao sức khỏe tinh thần. Giá trị sức khỏe cực kỳ quan trọng nhưng lại ít được quan tâm đến. Hẹn hò nghiêm túc đủ lâu và vững chãi để đi đến hôn nhân rồi, thì ở nữ giới, giá trị mà hôn nhân mang lại cho đời sống về sau của họ thậm chí còn lớn hơn. Đó là sự chia sẻ những giá trị vật chất, sự bảo vệ từ người đàn ông, sự ủng hộ về mặt tinh thần và sự yêu thương cần thiết. Phụ nữ thật sự cần phải lựa chọn cho đúng người đàn ông để gửi gắm cuộc đời mình, thay vì lao đầu vào những cuộc vui vô nghĩa, tàn phá tâm hồn cũng như thể xác của bản thân, chỉ để tìm niềm vui như lời của những kẻ xấu xa vẫn hay rao giảng. Và kể cả đàn ông, hãy cẩn thận với những người không muốn lắng nghe bạn nói gì ngoài mức lương của bản thân mình. Hãy cẩn thận với những người nhân danh hẹn hò, nhưng là hẹn hò cho vui ngoài kia, vì có thể họ đang chực chờ ngấu nghiến cơ thể và đầu độc tâm hồn của bạn. Lý do thứ ba, vì hẹn hò nghiêm túc là tiền đề cho cuộc sống sau hôn nhân bền vững. Lý do tiếp theo khiến việc hẹn hò nghiêm túc quan trọng là vì đến một lúc nào đó, khi bạn chọn hôn nhân, thì việc chọn hôn nhân cùng một người đã hẹn hò nghiêm túc sẽ là tiền đề cho cuộc sống sau hôn nhân bền vững. Tôi chưa lập gia đình, nên về quan điểm này, bạn có thể tin tôi hoặc không. Nhưng để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về gia đình tôi và may mắn của tôi khi được sinh ra bởi bố mẹ là những người hiểu và trân trọng những giá trị của tình yêu và gia đình. Mẹ tôi là một người phụ nữ được sinh ra trong một gia đình gia giáo và tôn trọng những giá trị của giáo dục gia đình. Còn bố tôi là một người đàn ông được sinh ra trong gia đình truyền thống. Bố tôi được dạy phải trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Bố được dạy phải biết yêu lao động để gánh vác gia đình. Bố mẹ tôi gặp nhau và yêu nhau trong giai đoạn họ học phổ thông ở trường huyện nhỏ. Họ yêu nhau theo cái cách tình cờ, may mắn và trong trẻo nhất mà tôi có thể tưởng tượng được. Họ là mối tình đầu của nhau và đã đi đến hôn nhân cuối cùng. Tôi may mắn được giáo dục cẩn thận bởi bố mẹ mình từ nhỏ, đặc biệt là những giá trị đúng nghĩa về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Với họ, giá trị của tình yêu là vô cùng quan trọng trong việc có được một gia đình hạnh phúc thực sự. Cả hai đã cho nhau sự hỗ trợ và chia sẻ tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian khó khăn mà họ phải trải qua. Tôi có được một gia đình hạnh phúc, được giáo dục đúng cách để trở thành một thằng đàn ông yêu lao động, ham học hỏi và biết yêu thương. Tôi được giáo dục bởi những người mang suy nghĩ tiến bộ rằng dạy dỗ con cháu bằng lẽ phải, còn đòn roi thì không phải là giáo dục. Đó là giá trị sau hôn nhân mà tôi may mắn được thừa hưởng từ những người biết trân trọng nó. Và đó cũng là điều giúp tôi nhận ra hẹn hò nghiêm túc quan trọng, vì nó thực sự là tiền đề cho tương lai hôn nhân sau này. Lý do thứ tư, vì thực sự hẹn hò nghiêm túc không phải là làm quá vấn đề đâu. Nhiều người nghĩ rằng hẹn hò nghiêm túc ở tuổi trẻ thế này, lấy hôn nhân làm thứ để suy nghĩ và phấn đấu, là một cái gì đó hơi làm quá. Nhưng theo tôi, hẹn hò nghiêm túc không phải là một vấn đề bị làm quá. Hẹn hò thì đúng là vui thật, nhưng mục đích của việc đó có phải chỉ để vui vẻ rồi thôi không? Con người chúng ta đều mong cầu có sự gắn bó dài lâu, nên hôn nhân không nằm ngoài đích đến của việc hẹn hò. Nhưng cũng không phải cứ lao vào yêu đương rồi bảo rằng muốn đi đến hôn nhân là được. Hôn nhân, về cơ bản là thành quả của quá trình xây dựng thật sự nghiêm túc từ cả hai phía, hướng tới một mối quan hệ kéo dài, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Hôn nhân là thứ đòi hỏi người ta phải xây dựng mọi thứ một cách thực sự nghiêm túc ngay từ đầu nếu muốn có một kết quả tốt đẹp về sau. Bạn phải thay đổi góc nhìn về mục đích của việc hẹn hò nếu bạn thực sự muốn tìm kiếm cho mình những giá trị đích thực. Nghiêm túc trong ngắn hạn là cách duy nhất để tạo ra những giá trị tốt đẹp dài hạn. Tóm lại là, khi cả người nam và người nữ có được nhận thức đủ tốt để hiểu rằng họ phải trân trọng giá trị của tình yêu và gia đình, thì họ mới có thể có được hạnh phúc thật sự. Và từ nền tảng đó, cuộc sống tương lai bao gồm con cái và những giá trị sau hôn nhân của họ mới có thể trở nên trọn vẹn. Cho nên, ngay lúc này, khi bạn đã hiểu được tầm quan trọng của việc bắt đầu một mối quan hệ, trân quý cơ thể mình hơn và hướng tới giá trị chia sẻ dài hạn, thì cũng là lúc bạn nên bắt đầu suy nghĩ và thực hiện điều đó một cách nghiêm túc. Chúc bạn may mắn! Bạn nghĩ sao về quan điểm trên? Có trải nghiệm hẹn hò nào mà bạn muốn chia sẻ cùng chúng mình không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé! Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.